Thành Thảo đem ca khúc đình đám TikTok đi diễn khiến dân mạng sang chấn tâm lý. Màn biểu diễn của Thanh Thảo gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Mới đây, đoạn clip Thanh Thảo đi diễn tại một đêm nhạc đã nhận được sự chú ý từ dân mạng khi nữ ca sĩ cover mật ngọt ca khúc đình đám trên TikTok thời gian qua. Xuất hiện trên sân khấu, Thanh Thảo vẫn trưng diện phong cách quen thuộc, thường thấy bấy lâu nay. Nữ ca sĩ cho thấy sự hết mình trong âm nhạc khi liên tục có những phút giây đắm chìm trong ca khúc. Tuy nhiên, Thanh Thảo một lần nữa khiến dân mạng than trời khi cover ca khúc này. Dưới sân khấu trình diễn của nữ ca sĩ, xuất hiện hàng loạt những bình luận chê bai, ngao ngán trước giọng hát và phong cách cũ kỹ của búp bê. Trước đó, Thanh Thảo cũng là cái tên gây ra nhiều tranh cãi khi cover Ai Chung Tình Được Mãi Và Gặp Nhưng Không Ở Lại. Số đông khán giả cho rằng cách hát của Thanh Thảo quá lê thê, xên xua khiến cho bản cover nghe rất nặng nề. Nổi tiếng là giọng ca chuyên trị những ca khúc sôi động, Thanh Thảo là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả yêu nhạc Việt. Tuy nhiên, vì chuyên thể hiện những ca khúc sôi động, remix trên sân khấu nên Thanh Thảo cũng thường xuyên phô diễn khả năng vũ đạo mướt mắt phục vụ khán giả. Thế nhưng không phải lúc nào vũ đạo của Thanh Thảo cũng nhận được sự yêu thích từ khán giả. Tuy nhiên thời gian gần đây, nữ ca sĩ ngày càng ô dề trong phong cách biểu diễn khiến không ít khán giả ngao ngán. Nhiều người cho rằng Thanh Thảo đang cố tìm kiếm lại hào quang trước đây của mình, tuy nhiên phong cách của nữ ca sĩ đã lỗi thời và không còn hợp với thị hiếu khán giả hiện tại.